Quân AP, một cái tên vừa lạ vừa quen của làng nhạc Việt. Lạ là bởi anh chàng này mới chỉ là tân binh, chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc của mình. Quen là bởi anh chàng chính là cái tên được cư dân mạng liên tục nhắc đến trong lùm xùm của Jack và KICM trong thời gian vừa qua. Giữa lúc sóng to gió lớn, người trong cuộc là Quân AP lại chưa một lần lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Nay ngay khi sóng tạm yên và biển tạm lặng thì anh mới có dịp trải lòng về những thị phi vô tình vận vào người mình. Anh cho biết khi đọc được dòng trạng thái của anh quản lý, Quân có thắc mắc nhưng anh ấy vẫn giấu. Dù Quân có điện thoại hỏi là, ủa em bị người ta nói sợ ngồi chung với em sẽ làm xấu hình ảnh hả anh? Đây không phải là việc của em, về sau em sẽ biết. Anh quản lý chỉ nói với Quân như vậy. Một ngày sau, khi sự việc có trên social và báo chí, Quân AP mới hiểu thì ra sự việc xoay quanh mình. Dù vậy, nhưng Quân AP vẫn khẳng định rằng nếu tiếp tục được mời tham dự cùng một show với Jack và KICM thì anh vẫn tham gia, chỉ cần đó là show phù hợp. Vì khán giả của mình, chứ không phải là vì người ngồi chung với mình. Dù sao, Jack và KICM vẫn là đồng nghiệp với mình trong giới và cùng là nghệ sĩ trẻ lứa mới. Trong khi người khác thì vẫn luôn mổ xẻ câu chuyện thật sâu thì Quân AP lại chỉ đơn giản muốn mọi chuyện lắng xuống. Người ta muốn nổi tiếng bằng cách scandal hay một vài thị phi bé bé nào đó. Riêng Quân, anh muốn tiếp cận khán giả bằng âm nhạc của mình. Vậy thì tại sao mà chúng ta không hết mình ủng hộ cho chàng ca sĩ này chứ đúng không nào?